Trong sáng mùng 3 tháng 6, tại 30 điểm thi trong toàn tỉnh, các hội đồng thi đã họp để thông qua quy chế thi và phân công nhiệm vụ. Đến nay, các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện, nhân sự đều đã được triển khai thực hiện chu đáo. Điểm thi cũng đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương thực hiện các phương án đảm bảo an ninh, an toàn, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm ở khu vực thi. Đã chuẩn bị chú đáo về để đảm bảo các điều kiện cho sức khỏe của thí sinh trong ngày diễn ra kỳ thi đối với phòng y tế cũng như là có lực lượng tiếp sức mùa thi trước cổng trường để hỗ trợ thí sinh đến điểm thi. Và đến thời điểm này thì tại điểm thi Trung học phổ thông Phan Đình Phùng đã chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho kỳ thi theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên và tất cả đã sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông 2024-2025. Trong chiều nay, các thí sinh đã có mặt tại các điểm thi khá sớm để xem sổ báo danh và có mặt tại phòng thi để kiểm tra các thông tin, chuẩn bị làm các thủ tục dự thi. Trong buổi làm thủ tục dự thi, cán bộ coi thi ở các điểm thi đã nhắc lại lịch thi, phổ biến quy chế thi đến thí sinh, xử lý điều chỉnh những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh. Báo cáo từ Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình cho biết, trong buổi làm thủ tục dự thi có 13.386 thí sinh, vắng 313 em, trong đó có 90 thí sinh tuyển thẳng, 2 thí sinh bị ốm và 221 thí sinh không đủ điều kiện và không có lý do. Em cũng đã có cho bản thân một sự chuẩn bị kỹ càng. Đó không chỉ là cái sự ôn luyện trong quá trình học lớp 9 mà đó còn là một sự rèn luyện từ 4 năm học cấp 2. Và em đã cố gắng cân bằng học giữa 3 môn toán văn Anh cùng với đó là học thêm bồi dưỡng thêm môn chuyên của em là môn tiếng Anh. Và trong kỳ thi này, trong kỳ thi ngày mai thì em mong muốn đạt được cái điểm số tốt để có thể thực hiện nguyện vọng của em là đó là vào thi đổ vào chuyên Anh của trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp. Em cảm thấy không khí rất là sôi động, các bạn đều lo lắng hoặc là có một số bạn đang hồi hộp. Riêng em thì em cảm thấy là em đã chuẩn bị kỹ càng, em quyết tâm sẽ đầu vào lớp chuyên Anh 1 và em sẽ làm bài thật tốt. Để bảo đảm tính nghiêm túc, an toàn của kỳ thi và giúp thí sinh có thể dự thi tốt, ngành giáo dục và đào tạo đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, chuẩn bị tốt các điều kiện từ cơ sở vật chất đến nguồn nhân lực phục vụ cho kỳ thi. Theo lịch thi, ngày mai 4 tháng 6, đúng 7 giờ 30 phút, thí sinh bắt đầu làm bài thi môn ngữ văn, thời gian 120 phút. Buổi chiều cùng ngày, vào lúc 14 giờ 30 phút, thí sinh làm bài thi môn toán, thời gian 120 phút.